Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh muốn chia sẻ các bạn một cách làm khẩu trang không cần may, không cần vải luôn. Đây nè các bạn, tưng tưng tưng, những cái mẫu khẩu trang như thế này rất là đẹp các bạn ha. Trinh sẽ đeo cho các bạn xem. Nè các bạn, rất đẹp. Các bạn thấy nó rất là ôm, vừa lại cái mặt của mình ha. Mà Trinh nghĩ nó cũng chống được cái bên ngoài á các bạn. Mà cũng dễ làm nữa. Để Trinh đeo những cái khác coi thử ha. Rất là ôm luôn. Để Trinh đeo cái khác nữa ha. Rất là nhiều kiểu. Kiểu nào cũng đẹp hết. Thích kiểu trái tim. Rất là dễ dàng. Mấy cái vật liệu các bạn, các vật liệu các bạn cũng dễ tìm nữa các bạn. Không cần tốn nhiều thời gian ngồi may nữa ha. Rồi cắt mẫu ha. Cái này là mình làm trong vòng có 2 phút là xong rồi. Các bạn có thể mua đủ cái kiểu mà các bạn làm được những cái khẩu trang như thế này. Nào, cùng theo Trinh làm những khẩu trang này như thế nào ha. Làm cái khẩu trang này rất là đơn giản các bạn ha. Các bạn chuẩn bị cho Trinh cái giấy tissue, dây thun. Các bạn mua cái loại dây thun như thế này nè các bạn. Trong đây nó có nhiều size lắm nè, size nhỏ xíu cũng có, size trung bình cũng có. Thường là Trinh dùng cái size trung bình như vậy nè. Trinh dùng cái size trung bình ở đây. Dùng cái sợi dây trung bình này, Trinh gấp đôi lại, Trinh kéo ra nè ha. Nó khoảng 8 cm. Nó tạm khoảng 8 cm ha. Rồi Trinh sẽ dùng những cái giấy napkin lớn lớn như thế này. Cái size của nó, rồi bây giờ Trinh sẽ bắt đầu làm. Rồi quên nữa, các bạn phải dùng thêm cái loại đinh bấm nữa ha, bấm giấy á. Cái giấy napkin này lớn ha, Trinh sẽ cắt bớt. Các bạn đo chiều dài khoảng 28 thôi ha. Nhân đây Trinh sẽ cắt bớt. Mình để mấy này qua một bên đi ha. Trinh sẽ gấp cái miếng giấy này làm 3.
3 phần đều nhau ha. Rồi nó có cái lằn như thế này. Kim sẽ dùng giấy tích xu, các bạn dỡ cái lớp này lên. Kim để cái lớp giấy tích xu này ở cái giữa, cái phần giữa của tờ giấy napkin. Nếu các bạn muốn dày hơn thì các bạn cho thêm một lớp giấy tích xu nữa ha. Theo Kim thì một như vậy là cũng đủ rồi, các bạn đeo cũng đủ để cho mình phòng chống rồi các bạn. Kim thấy là như vậy. Là các bạn xếp xuống, các bạn để xuống vô lại. Kế tiếp các bạn gấp lại ha. Rồi gấp cái mép này xuống đây. Bên đây cũng vậy. Gấp sát. Nó sẽ như thế này nè các bạn ha. Rồi các bạn lật qua bên đây. Các bạn sẽ gấp một mép như thế này. Gấp một mép này khoảng 2 cm ha. Kim sẽ lấy sợi thun. Kim cho cái sợi thun này vào đây. Và bấm đinh lại. Cái này Kim bấm lộn rồi các bạn. Các bạn cho cái đầu đinh này nó ra ngoài nha. Không thôi khi mà mình gài á, cái đinh này nó vô trong cái mặt của mình á, nó sẽ làm cho đau. Kim sẽ gỡ ra ha. Và Kim sẽ bấm. Như vậy mới đúng ha, để khi mình mang vô cái nó không có bị đau. Và đầu bên này cũng vậy ha các bạn ha. Gấp xuống 2 cm. Rồi, như vậy là xong rồi đó các bạn. Khi mình đeo á, thì nó sẽ ra như thế này. Các bạn kéo ra ha. Thì nó sẽ như thế này. Và đây là những chiếc khẩu trang Kim đã làm nè các bạn. Những cái giấy này các bạn cũng dễ tìm ở chợ nữa. Còn
Vải thì các bạn giờ tìm vải cotton thì cũng đã khó rồi ha. Còn giấy này á, thì Trinh nghĩ là ngoài chợ lúc nào cũng có nhiều kiểu giấy rất là đẹp luôn các bạn ha. Nếu các bạn thấy video của Trinh hữu ích thì hãy đăng ký và like cho Trinh nha. Cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.